Ngày 3 tháng 12, hãng tin TASS dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ đến thăm khu vực Donbass ở miền đông Ukraine vào thời gian thích hợp. Trao đổi với các phóng viên, ông Peskov khẳng định Tổng thống chắc chắn sẽ làm như vậy. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra trong thời gian thích hợp bởi vì đây là một vùng của Liên bang Nga. Tuy nhiên, ông Peskov chưa tiết lộ thời gian và địa điểm cụ thể, cũng như liệu ông có đến khi chiến sự tiếp diễn hay không. Vùng Donbass ở miền đông có hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Vào cuối tháng 9, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, cũng như hai vùng Kherson và Zaporizhia ở miền nam Ukraine đã tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý, trong đó đa số người tham gia đã chọn sáp nhập vào Nga. Số liệu trưng cầu dân ý cho thấy hai vùng Donetsk và Luhansk có lần lượt 99 và 98% ủng hộ gia nhập Liên bang Nga. Sau đó, Nga tuyên bố công nhận và sáp nhập 4 khu vực này vào lãnh thổ. Ông Putin đã công nhận nền độc lập của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng chỉ vài ngày trước khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt, mà một phần lý do là để bảo vệ các thực thể ủng hộ Nga ở vùng Donbass. Ukraine đã tuyên bố sẽ giành lại quyền kiểm soát tất cả các khu vực trên và cả bán đảo Crimea mà Nga đã sáp nhập từ năm 2014. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên,